và các bạn đến với kênh Online 24 giờ TV. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật tin tức mỗi ngày. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đón xem tin tức trong ngày hôm nay. Biến căng Thủy Tiên bị tố ăn chặn 340 triệu đồng tiền cứu trợ, có đồng bọn và kịch bản tinh vi. Bài bóc phốt Thủy Tiên ăn chặn 340 triệu đồng tiền cứu trợ đang khiến cộng đồng mạng tranh cãi gay gắt. Trên mạng xã hội đang xôn xao bàn tán với một bài đăng bóc phốt Thủy Tiên ăn chặn 340 triệu đồng tiền cứu trợ. Người này có bài viết rất dài với nhiều bằng chứng đanh thép, cho rằng Thủy Tiên đã xây dựng nên kịch bản hoàn hảo để nhét túi riêng mà khán giả sẽ không thể nghi ngờ. Nguyên văn bài bóc phốt, những trò lố hay là Thủy Tiên và đồng bọn. Fan của Thủy Tiên thì mình không nói làm gì, nhưng mà bịa đặt tới mức này để hợp phố hóa số tiền thì chị Thủy Tiên quả là khinh thường IQ của mọi người. Đọc mà tôi cứ ngỡ là chị Thủy Tiên đang sống ở một thế giới thần tiên nào đó, nơi mà bà bán hàng ngoài đường và anh tình nguyện viên toàn là đại gia mang theo cả trăm triệu trên người, rút cho người lạ mượn như không. Cũng dễ hiểu thôi, vấn đề là số tiền mà Thủy Tiên có quá lớn, không thể hợp pháp hóa nó một cách bình thường được. Cho nên mọi câu chuyện chị ta tự bịa ra nó trở thành kịch cỡm. Giá như nếu con số là 200k và 140k thì câu chuyện chị ta bịa ra nghe có vẻ hợp lý một chút, nhưng lại là 200 triệu và 140 triệu. Bởi vì phải to như thế mới nhanh chóng mà xử lý hết cái đống 100 tỷ chứ. Giờ lại còn phát hiện ra chị có thêm cả đồng bọn của mình để hợp tác cùng hợp thức hóa việc chuyển cả mấy trăm triệu nữa cơ. Theo như người này bóc phốt thì trong đợt từ thiện miền Trung vừa rồi, có một vài chi tiết không hợp lý là Thủy Tiên đã vay mượn người dân 340 triệu tiền mặt mà không phải rút tiền từ ngân hàng. Người này lập luận, đang tình hình mưa bão khắc nghiệt, tại sao lại một xuất hiện người dân hay một tình nguyện viên mang theo vài trăm triệu như vậy cho Thủy Tiên mượn? Và tại sao một tình nguyện viên hay người dân kia đại gia như vậy? Đây chính là điều mà người dân này đặt nghi vấn. Thủy Tiên đã có một đường dây tính toán nhằm ăn chặn số tiền quyên góp được. Dòng thứ sân si tạo nghiệp im mồm dùm nha. Một số chị diễn có thể kiếm được chừng đó, chắc cần tiền đó. Tiền trong tay mình muốn lấy hay không do bản thân mình, thiếu gì cách mà phải sao kê rồi cho người khác thấy kẻ hở như thế. Bài đăng này ngay lập tức trở thành tâm điểm của dư luận. Dù đưa ra nhiều dẫn chứng lập luận nhưng cư dân mạng hầu hết đều đứng về phía Thủy Tiên, đồng thời sẽ ủng hộ Thủy Tiên tới cùng, cũng như tin tưởng những gì mà bà xã Công Vinh đã làm. Trước đó, sợ mình không minh bạch, Thủy Tiên đã quyết định tung bản sao kê ngân hàng đợt 1 để công khai số tiền mà mình đã dùng. Thủy Tiên có nhấn mạnh số tiền này vì cần dùng gấp, nhưng vì là ngày cuối tuần nên ngân hàng không làm việc. Cô đã phải mượn người dân tại địa phương để có thể giải quyết tình thế nguy cấp tại thời điểm cần thiết. Bản sao kê ngân hàng đợt 1, tổng chi ra xác nhận từ ngân hàng từ ngày 13 tháng 10, ngày bắt đầu nhận quyên góp cho đến ngày hôm qua 21 tháng 10 là 2 tỷ 669 triệu 705 ngàn. Trong bản chi đầu ra này, mình sẽ xác nhận sao kê đến ngày này cho phần hàng hóa các loại và rút tiền mặt hỗ trợ người dân. Do là tình hình gấp nên nhiều khi các bạn kêu chuyển khoản mua hàng thì Tiên không nhớ dùng tài khoản quỹ mà dùng tài khoản chính, mặc định riêng của mình chuyển khoản mua hàng từ thiện luôn. Mức mấy trăm triệu không có ghi ra trong bản chi ra của ngân hàng này, nên có một số chuyển khoản có hình trong group chat nhưng không có trong bản sao kê, xem như Tiên tặng thêm bà con không tính luôn à. Hiện Thủy Tiên chưa có bất kỳ phản hồi nào về vấn đề này.